Xin chào toàn thể các quý khách hàng đã ghé thăm kênh youtube của cơ sở sập vụ đẹp Minh Hướng Nam Định ạ Và hôm nay cơ sở sập vụ Minh Hướng lại tiếp tục đi bàn giao cho một anh khách tại Hương Yên Một siêu phẩm thập điểu quần mai có kích thước 1m80 x 2m20 Quầy tam diện được đục thủng bằng tay vô cùng tinh xảo và đẳng cấp luôn đấy các bác ạ và đặc biệt là về phần mặt sập đang được cơ sở em làm là mặt khuôn 10 ván 3 phân, hai tấm ván dày dặn bong đôi từ một cây gỗ ra, vân đối xứng nhau rất đẹp phải không ạ các bác? Và đặc biệt là ở phần mặt sập đang được cơ sở em làm là mặt khuôn 10 ván 3 phân, hai tấm ván dày dặn bong đôi từ một cây gỗ ra, hai tấm cùng cây vân đối xứng nhau rất đẹp luôn đấy các bác ạ. Và phần này về phần mộng mẹo được cơ sở em làm là mộng chéo thủ công đấy ạ. Và phía dưới là có 3 thang thắt 9 thang lim Vô cùng là dày dặn và chắc chắn luôn đấy các bác ạ Và đặc biệt là ở dạ tiền được cơ sở em làm là Dạ gỗ đặc nguyên khối cổ liền Được cơ sở em chạm khắc tỉ mỉ kỳ công bằng tay 100% luôn đấy các bác ạ Và đặc biệt phải là những người thợ tuyển Có tay nghề rất cao Bên cơ sở em mới có thể đục được một mẫu sập thập điệu quần mai Với form dáng vô cùng là đẳng cấp Đẹp sắc nét và tinh tế Và với bộ sản phẩm này đang được cơ sở em bán với mức giá là 30 triệu đồng Giá đã bao gồm là hoàn thiện và bên cơ sở em sẽ miễn phí vận chuyển 100km quay đầu cho mỗi gia đình nhà mình ạ à. Cho nên các bác cứ tha hồ mua sắm tại bên cơ sở em Và cơ sở sập cụ Minh Hướng luôn hoan nghênh các quý khách hàng đến tận cơ sở em Để xem tận mắt sở tận tay để các bác có thể so sánh được gỗ gụ lào chuẩn chỉnh 100% nó khác hẳn với những gỗ gụ linh tinh được bán trôi nổi trên thị trường như thế nào ạ và các bác quan tâm thì liên hệ kết nối ngay với em qua số zalo trên mình, trên màn hình để được em hương tư vấn ạ